Em ơi kìa trăng đã rụng sao chùa, trăng đã rụng sao chùa, chuông công phu mang từ bi bác ái, nương gió lành gieo rắc muôn nơi. Về đi anh ơi, chúng ta về anh ơi, trăng đã rụng sao chùa, khiến em lo lắng cho mối tình đôi ta, cho mối tình đôi ta. Trời bao nhiêu vì sao long lanh, tim bao nhiêu hình ảnh của người thương. Em đừng lo lắng khi trăng rụng sao chùa, tình ta muôn thuở vẫn là sao. Có tên ác bá con quan thái phó trêu ghẹo sổ sàng. Vân Chi tiểu thơ, cô ơi cô có biết chăng, tôi đã mơ hình mơ tình nên lên sình rình quanh chùa đình đời cô mình để tỏ tâm tình. Xin cô nương bàn bô chúc tình thương, xin ông đừng nói thế, em nào đáng kể gì, cô đâu dám đâu cành mãi xin công tử. Ai nói lâu cho ông táo ông giật cào mau, thật tôi thương cô nương lệ cô ngập sông tương. Thưa công tử, em là gái đã có chồng. Ồ, có chồng mà kể có chồng, còn duyên anh ẩm anh bồng anh vui mà. Bởi công tử dĩ công, mày đừng xen chuyện của ông. Ông chơi nên nhìn ngang kẹo treo vợ tôi, hẳn coi không nhìn đâu. Anh đi chớ nên tỏ vẻ bất bình, hãy nghĩ giữ gìn cho gia đình mình được yên lành. Công tử đây con quan thái phó điều gì, tạo quán mà chi, để ngày sau chúng ta phải chung lấy khổ hình. Gia đình đâu? Dạ. Bắt con nhỏ đó về tư gia ta như thường lệ đi. Ôi trời, ôi trời, mày giết tao trước rồi mày hãy bắt vợ tao. Mày đánh tao hả mày? Ê, trời trời, ê, ê, tao đánh tao sặc má mũi rồi mày ơi. Trời ơi trời, mày ơi, tao tao đổ má mũi mày ơi. Trời ơi, đã khổ đến rồi. Vân Chi. Dạ. Vợ chồng mày hại tao, hết chỗ chọc ghẹo nhẹo ông vừa vẽ mà chọc chứ. Thưa cha, đó là tại Đàm công tử chứ đâu phải tại chồng con sinh chuyện. Thôi không có tại bị gì hết thấy á. Bây giờ chuyện đã lỡ thì tao tính theo đã lỡ nha. Là tính sao cha? Mày phải bỏ thằng chồng du đáng của mày để ưng công tứ dí công, tức là mọi việc đều xong. Quan thái phó mời tao lên tận sảnh đường, ông biểu tao gá mày cho con trai của ông. Vì công tứ về mét và ẹo ẹo với cha, ông buộc phải cưới cho kỳ được Vân Chi. Sao cha không nói là con có chồng và đã thọ thai? Ui trời đất ơi, mày đã thọ thai, nói vậy thì là chết tía của tao rồi. Chồng con tội chi mà chịu khổ thê, hỡi trời ơi. Được, cha đợi con sanh rồi đó nghe, cha đem cục nợ đó cha quăng xuống sông rồi gả con. Con ơi, không làm như vậy đó là chết hết cả nhà rồi con ơi. Chẳng thà là con chịu chết rồi cha. Đừng có ngu nói bậy. Con ưng công tử là con sẽ giàu, cha sẽ được làm quan. Ngài thái phó hứa với cha như vậy con à. Bây giờ cha núp vào trong để nghe con tuyệt tình với thằng Kỳ Sơn. Nếu con cãi cha đó ngang thì sẽ có mũi tên độc từ ở bên trong bay ra ghim vào ngực của nó. Kìa kìa kìa, nó tới rồi kìa kìa. Em Vân Chi, tại sao em lại khóc? Tôi với anh đã hết nghĩa vợ chồng rồi. Hả? Em nói sao? Anh làm điều chi Phật ý em chăng? Tôi nói thật, tôi sẽ coi chồng khác sang giàu địa vị hơn anh. Anh cưới vợ khác đi. Thôi, cô đừng khóc chứ. Có khóc là để cho tôi khóc.
Vì người ta trăn trở ngôn cầm sang thuyền khác, mà tôi vẫn thường vẫn nhớ không thể quên bóng quên hình. Không quên lời thể hải minh sơn, quên giọng cười hơi thở, nhất là không thể quên cái bào thái hiền cô đang mang nặng. Tôi chỉ tiếc sao quá tình lòng người mà tôi trao trọn quá tim non. Anh ơi nào phải em tham sống cánh nhung lụa vàng son, nhưng em muốn bảo vệ tính mạng người mà em thờ phụng tận thâm. Vì cha em buộc phải ân thần Lưu Minh Điếu nghĩ giá là nghĩ công tử dĩ công. Cha buộc em bỏ anh sao? Dân chi? Dạ. Mày xem tình chồng nặng hơn tình cha, thì tao đã có cách rồi. Các ông quân của anh thấy phá đâu? Dạ. Vào cộng đầu nó lại, giải đến ngày trị tội đi. Trời. Trời. À, 20 năm cạnh người chồng bất đắc dĩ, tôi sống trong tủi nhục đau buồn. Mẹ ơi. Mẹ. Gì đó con? Con đố mẹ ha. Vậy chứ yêu là cái gì? Dân Sơn. Ai dạy con tiếng yêu đó? Anh học trò tên Thiệu Linh dạy con đó. Con ơi, hãy yêu chân thật thì vô cùng khổ sở, khổ triền miên cho đến lúc tàn hơi. Cũng vì yêu mà mẹ khổ đã 20 năm rồi. Trước khi về với cha con, mẹ đã yêu đắm mi đuối một người. Mẹ phải căng răng xa lìa người ấy, trong khi mẹ đã thực thụ bào thai. Sau khi đưa bé ấy chào đời, mẹ phải dâng lời ngoại tổ, bỏ nó miền xa xôi hẻo lánh để mấy hôm sau mặc cái áo cưới theo chồng. Mẹ à, còn đứa bé ấy sống hay chết, và người thương của mẹ hiện giờ ở đâu vậy mẹ? Mẹ nói cho con biết đi mẹ. Người thương của mẹ, người ấy ngậm đắng nuốt cay sống dưới cảnh lưu đài. Sau khi nghe tin người vượt ngục thành kẻ của bốn phương trời, còn đứa bé, con ơi, đứa bé sống chết mẹ nào đâu có biết. Nhưng mẹ rất đớn đau khi nghĩ mà nghe con nghĩ khơi lại đóng tro tàn. Nội tổ con bị tội trảm vì hà lãm, ngoại tổ con cũng bị liên can phải tù đày. Còn cha con gia tài tiêu tán vì mãi nghi vui với nghi mén rượu bạc bài. Ủa, lũ nó đi đâu hết rồi cả? Thưa cha mới qua. Ờ, tao qua cho mẹ con bé hay. Tao gả con Dân Sương cho con trai của quan thái quý Trương Công rồi. Trời. Cái gì mà trời? Đây là một dịp để cho mình được giàu có như xưa anh nhìn trời. Con xin cha hãy để cho cháu ngoại của cha tự định lương duyên. Con đã gian dở một lần vì sự ép duyên rồi, chẳng lẽ giờ này cha lại buộc cháu ngoại của cha lại cũng đi con đường ấy nữa? Lũ bay khôn hơn ông cha lũ bay rồi. Thôi được, từ đây đừng biết đến lão già này. Ông tha lỗi cháu, cháu trót yêu rồi. Tao về để bay, tự định duyên bay. Ngoại thương giùm con, ngoại đừng ép buộc duyên con tội nghiệp. Bay muốn thăm tao ha, ra Gò Má mà thăm. Trời. Anh Thiệu Linh, mệt quá à, em đi không nổi nữa đâu. Mệt à? Mệt thì nghỉ rồi sáng mai đi nữa. À mà đi lẹ kẻ ông ngoại ông theo bắt chúng mình lại thì... Thì có nước tự giận. À. Em Dân Sương thấy chăng, dân trăng rùng sao chùa. Dân trăng rùng sao chùa,
tình đôi ta. Trăng rụng sao chùa sương giăng buồn mang mát, trăng sao nhuộm màu tăng tóc hơi trăng ơi. À, buồn quá. À, anh kể tiếp sự tích sợi dây chuyền của anh đang đeo đi. Để em nghe anh kể tiếp, không hiểu tại vì sao mẹ của anh phụ tình người chăn gối xanh anh ra rồi bỏ bên bờ suối với sợi dây chuyền. Anh sống được nhờ lòng bác ái của một lão thợ rừng, rồi loạn lạc giết người cha nuôi ấy, anh lại được thầy hiện giờ nhận làm dưỡng tử minh linh. Nhờ thế chúng ta mới làm rộn ông tơ bà nguyệt, muốn sẽ tơ còn ngại sự cố chấp của ngoại em. Không hiểu cha mẹ anh hiện giờ còn sống hay quá khổ đau đã xuống chốn diêm đài. Theo tên trong kỷ vật này thì cha anh tên Kỳ Sơn, còn mẹ anh tên là Vân Chi. Ủa, mẹ em cũng tên là Vân Chi, sao lạ vậy? Ồ, tên trùng tên có gì lạ đâu. Mẹ em cũng như mẹ của anh, thương mà không được cái cùng người thương nên nghĩa vợ chồng phải nuốt lễ chấp tư lòng cùng kẻ khác, khổ âm thầm suốt 20 năm trường. Đời mẹ em chẳng khác chiếc thuyền yêu neo bến khổ muôn đời không xây dịch, nay đến lượt chúng mình yêu và khổ. Thật rõ ràng đời là bể trầm luân, anh ơi em trốn đi là đời sự hồi tâm của ngoài, xin quân tử đừng chạm đến thuyền khuyên. Trúc mai gần được là khi vang gần tiếng pháo du quy bên đường. Quét lá bồ đề phủ sân, quét sầu quét não ngự trong tâm. Khói hương cửa Phật xua đau khổ, mỏ sớm chuông chiều ngõ chút quên. Dạ, chúng con là Thiệu Linh và Vân Sương, xin quề thưởng cho chúng con được bái lĩnh ít nhiều điều chân lý của đấng từ bi. Mô Phật, Phật pháp quá cao siêu huyền diệu, mà nhĩ khách đây tuổi hãy còn non, nên bần tăng chỉ giải thích thông thường dòng lẫn quẩn của luân hồi nhân quả. Đời ta được sung sướng sang giàu hay khổ đau nghiệt ngã là kết quả việc ta làm thoa trước hiền lành bác ái hay độc ác tham tàn. Tạo nhân hiện tại để rước quá sau này, kỳ duyên đưa nhân đến quả, kỳ duyên tức là việc làm của chúng ta. Nếu cái nhân độc ác sâu xa, duyên sẽ đưa đến quả đớn đau khổ sở. Nếu cái nhân bác ái hiền từ, duyên sẽ đưa đến quả sang giàu sung sướng. Bạch Huệ Thượng, yêu có phải tội không mà khổ? Dạ còn nguyên nhân của nguồn khổ là ở nơi đâu? Mô Phật, yêu tức ai mà ai là nhân của quả khổ, là một trong lục dục thất tình. Nếu thiện nam còn mang lục dục
sanh thì là còn gây nhiều tội lỗi, gây tội lỗi là còn chút khổ đau. Một người sung sướng là người có tâm hồn thanh thoảng, dẹp được hỷ nộ ai ai ô lạc dục của nhân loại. Ngày xưa bằng đạo cũng yêu cũng khổ, ngày nay hết khổ vì bằng đạo dẹp được chữ yêu. Con cảm ơn Huệ Thượng. Ủa, sao khách lại có sở với chuyện này? Dạ, của cha con truyền lại cho con đó. Vật này của cha khách truyền lại cho khách à? Dạ. Nếu khách nhận kỹ vật này của thân phụ thì chính bằng tăng đây là người tạo hình hài cho khách ở dương trần. Vật này của cha tặng mẹ ghi tên họ rõ ràng. Sao ngoại ép mẹ con ưng kẻ khác nên khi sanh con rồi bỏ giữ kỹ vật này đây. Còn cha bị ngoại con phao phản ngồi tù, sao cha vượt ngục tìm con nhưng chẳng thấy bóng con qua trang đời ô trực, nên cha mới gửi thân cho Đức Di Đà. Phật chứng chiếu lòng mà gia kẻ chân thành, nên cha con mình được cùng nhau sum họp đền bù những năm xa cách chia ly. Con xin cha cho con ở cạnh bên phụng dưỡng cha khi tuổi về chiều sức yếu. Đây là vợ chưa cưới của con, xin cha nhận hai con qua lần đặng về mối tơ loan. Hai con nguyện ăn chay niệm Phật cầu ngoại của dân xương hối cải ăn năn, đừng bắt dân xương gả cho kẻ khác để chúng ta con được kết mối duyên lành. Mẹ xương đâu? Tao cấm mày đi kiếm nó. Nó đi theo trai mày kiếm nó làm gì mày? Thiệt rõ ràng là vô trách nhiệm đối với con mà. Đúng rồi, mày bất đắc dĩ mới lấy tao làm chồng, cũng như tao bất đắc dĩ mới lấy mày làm vợ. Hai cái bất đắc dĩ đụng nhau ngang cái cốt, khiến cho con xưa nó nhảy tọt ra ngoài đời làm đứa con bất đắc dĩ. Bởi vì tao cũng không có trách nhiệm với nó mà. Tao ở với mày cũng như sạn với đường, đổ lộn nấu chung, nấu mấy trăm năm nữa cũng không có thành chè. Sáng kia cũng vẫn là sáng kia, còn đường nọ vẫn muôn năm là đường. Như tao với mày dẫu ở một triệu ngày thì mày ra mày, tao cũng ra tao, chớ có không thành được cái duyên vợ chồng. Tôi với anh ở đã có con có cái, tự mày mới có cái có con. Như nghe tự đường có nước ngọt nước ngon, còn tao là sạn ăn thua gì mày. Vậy không đỡ ai à, trời trời đất ơi, sao mày đâm tao mày? À, mày lấy vợ tao hả? Ôi cha cha trời ơi, đâm đừng ngoái, đau quá mày. Ừ, chết. Tinh nữ xin kính chào hòa thượng. Mô Phật. Kìa, không phải hòa thượng đây là Kỳ Sơn Chân? Không, hiện giờ bần tăng là một đấng chân tu đã chung vị giảng trong tiếng chuông chùa. Tinh nữ đừng nên nhắc chuyện xa vời với bần tăng. Chữ yêu đương không riêng rẽ cho một người, mà yêu tất cả nhân loài đang hụp lặng bế trầm luân. Anh là bậc tu hành, sao nỡ đành khe khắc như em? Mẹ, mẹ đi tìm con. Dân Sương con, sao con nỡ đành bỏ mẹ? Dân Sương con của bà sao? Trời ơi, hai con là anh em một mẹ mà lại yêu nhau rồi. Trời, mẹ, mẹ ơi, con chết mất, con cần nên quên hết là hơn.
Mẹ ơi, quên làm sao được khi hình ảnh của anh con đã in sâu vào tâm não con rồi. Con nhớ từng tướng đi gian đứng dòng cười, con không quên tức là con phạm luân thường vì con là em gái của Thiệu Linh. Mẹ ơi, để con chết, chỉ có chết mới giải quyết được mà thôi. Con trốn dư luận tuống miền âm cảnh để nghi hồn được tự do ôm ấp mối duyên lành. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi bác ái cứu rỗi một linh hồn giữa bên mê. Dân xương con, có chết là mẹ đây đáng chết, tội mẹ gây khiến hai con lầm lẫn yêu nhau. Nếu hai con không nên nghĩa tư đạo, hai con nên xử tình huynh muội. Mẹ tin rằng dư luận không bao giờ khe khắc, lên án hai con khi biết xử nhau với nghĩa huynh muội chi tình. Thiệu Linh tha thứ cho mẹ sanh con mà không nuôi dưỡng được con. Con nên khuyên dứt em con, lời con mới cảm được lòng dân sương. Không, buông con ra, con phải chết. Con cha, cha ơi, em con đã nhảy xuống giếng chết rồi. Trời ơi, tại sao dân sương hiền lành lại chết đau thương ơi trời. Trời Phật rất công minh, không hề thiên vị. Cha giải thích con nghe, để hết bất bình. Quả báo có ba cách. Thứ nhất, hiện báo làm lành giữ trong đời thì trả phước quả cũng trong đời. Thứ nhì, sanh báo kiếp trước làm phải trả kiếp sau này. Thứ ba, tóc báo quả phước nhãn tiền, trường hợp dân xương thuộc về sanh báo kiếp trước dùng đường tu, đến kiếp này phải trả lại nữa. Cha ruột dân xương làm đều ác bào, nên dân xương trả thế cho cha. Tuy lý trời lòng lòng bao la, nhưng một mãi lòng không bay khỏi. Con cũng yêu như dân sương, nhưng không bỏ mình thê thảm, nhờ con hưởng được đức của kẻ sanh thành. Vì cha sớm chọn đường qua phước lánh dữ làm lành, thở bé con sống đời côi cút, ngày nay gặp được mẹ cha. Con hiểu thế, con đừng thắc mắc, con hãy về sum họp với mẹ con. Tình mẫu tử sưởi ấm lòng con lại, rồi thỉnh thoảng con lên đây để viếng thăm cha. Bài giáo lý ai làm lành thì gieo đức lại cho cháu con, như vậy thương con không phải cho nằm trên đống bạc tiền, mà phải làm phước khi làm lành đấy lưu đức. Hỏi các bậc mẹ cha đang có bốn ba tìm lẽ sống trong vô tâm ác bảo, đừng đổ chăng con người mà tạo chán con ta. Nhất thời nghe